Sao anh lại ở đây ta? Lâu ngày không gặp, nhìn nó đẹp trai dữ vậy hả? Không được, mình không được quên ngày xưa anh từng đá mình đau khổ như thế nào. Được rồi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là hối hận gì để bỏ rơi tôi. À, anh gì vậy? Anh giúp em một việc được không? Giúp gì? Anh giả làm bạn trai của em nha. Hôm nay có bạn trai cũ của em ở quán này, em muốn chọc tức nó. Thôi không được đâu. Sao vậy anh? Tại anh không thích em bánh bèo. Là sao? Là tôi bị đê đó mà. Thôi cũng được. Anh ráng gồng lên giúp em đi nha. Đi mà. Giúp mấy người tôi được gì? Thì anh thích gì em cũng chịu hết. Biết rồi. Thích màu hồng đúng không? Thích cái đầm màu hồng đúng không? Đi, ráng gồng lên đi. Và cái đầm màu hồng này sẽ thuộc về chị. Đúng nha. Cộng lên. Để em. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. Ủa, sao vậy? Nè, nè, nè. Sao em đi chung với nó vậy? Ủa, lâu ngày không gặp. Ủa mà tôi muốn đi với ai là chuyện của tôi, đâu có liên quan gì tới anh. Anh không ngờ con người em lại như vậy. Tôi đã nhìn lầm em rồi. Nhìn lầm? Tôi xinh đẹp như vậy thì tôi đi chung với trai đẹp là chuyện bình thường hiển nhiên. Có gì mà lầm? Ngoài anh này còn biết. Mày nín đi bà nội. Tôi đang nói chuyện với bé Mạnh Cường. Bé Mạnh Cường nào? Đây nè. Sao vậy bé? Anh bỏ con quỷ này để đi theo em, mà bây giờ em lại xuất hiện với nó ở đây là sao? Em đâu có biết đâu. Nó dụ em á. Nó nói á, nghe lời nó đi, nó cho cái đầm. Mà em đâu biết là người yêu cũ nó là anh đâu. Em xin lỗi. Phải không? Ui. Mai mốt không có vậy nữa nghe chưa? Em biết rồi. Muốn đầm thì nói anh mua cho, chứ đừng có để người ta dụ dỗ em. Còn con quỷ này nữa. Quá người ta. Đi. Đi mua đầm. Cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình, cuối cùng tôi vẫn là nữ phụ Nam Mỹ sao? Huy ơi là Huy. Sao hôm nay mày đẹp trai quá trời vậy? Mày đẹp trai như vậy á thì con gái nào mà chịu nổi. Ủa, chào em. Anh ngồi đây từ chiều. Chào anh. Ủa, mà hình như anh thấy em quen quen nè. Quen hả? Hình như em nhớ là mình chưa gặp nhau bao giờ luôn á. Ủa? Có gì đâu, trước lạ sao quen mà. Tại em không để ý thôi. Chứ anh với em ở chung khu đó. Sáng nào anh đi ra đâu rác, anh không thấy em chạy ngang nhà anh, đúng không? Dạ em. Ủa? Không biết. Ủa? Bộ em đang định về nhà hả? Dạ đúng rồi. Hay là để anh đưa em về nha. Thôi em tự về được rồi. Đâu có được, con gái con lứa đi một mình rất là nguy hiểm. Để anh đưa em về nha. Dạ thôi em tự về được rồi. Trời ơi em từ chối hoài. Bây giờ xe thì có sẵn ở đây. Anh với em về chung hợp lý quá còn gì, đúng không? Anh đẹp trai còn em thì đẹp gái. Mình đi với nhau thì có gì là sai. Em nói là em tự về được rồi mà. Em đi quen rồi. Thôi mà. Giờ này anh biết là giờ cao điểm, bắt xe khó lắm. Vậy thì về chung. Nè. Nè. Muốn đi ké xe thì nói đại đi ké xe đi. Còn mày đặt chở em về. Lôi xuống. Tôi chở cho về. Đi. Ôm cái vỏ. Không có ôm nha. Ê trời ơi. Tục yêu em tới rồi nè. Tôi hẹn em mấy giờ? 1 giờ. Bây giờ là 7 giờ tối rồi. Em giỡn mặt với tôi hả?
xin lỗi mà, thì tại vì em bận đi mua cho anh mấy đôi giày Gucci nè. Công chúa của anh, em đi mua đồ sao không nói cho anh biết? Anh mà biết em đi mua đồ á, anh đợi bao lâu cũng được hết trơn á. Vậy anh không định kéo ghế cho em ngồi hả? À ha, anh quên nữa, công chúa của anh ngồi đi nè. Ngồi xuống, ngồi xuống. Em đi mua đồ có mệt không? Mệt. Kêu nước uống cho em đi. À ha, quên. Phục vụ. Dạ chị ơi, ra quầy gọi nước giùm em nha. Ở đây tụi em không có phục vụ tại bàn ạ. Dạ, chị uống gì đem bưng vô. Nước cam. Dạ dạ dạ. À, tuần sau á, em đã book vé để mình đi Ý du lịch rồi đó nha. Trời ơi, sao em không nói trước với anh? Tuần sau là anh phải thi tốt nghiệp rồi. Em biết không, anh thi 10 năm rồi chưa đậu đó. Trời ơi, tiếc quá vậy. Em lỡ book vé máy bay hạng thương gia với lại khách sạn 5 sao luôn rồi. À, hay là mình giữ lịch đi em. Năm sau anh thi vẫn được. Thiệt hả? Thiệt. Cưng quá à, anh Bảo của em. Bảo nào? Anh tên Nam mà. Hả? Anh đó, anh tên Bảo. Tại vì em thích tên Bảo. Đúng rồi, sao tự nhiên mình quên vậy ta? Anh tên Bảo mà. Đúng, anh tên Bảo mà lại dám cãi em. Em ghét nhất là ai cãi em. Từ đây em sẽ không cãi em nữa, anh tên Bảo. Dạ, 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 dạ anh chị nhỏ tiếng giùm em, nãy giờ anh chị làm ồn quá. Anh nhớ rồi. Tên gì? Dạ chị cầm này nói cho đỡ đau họng. Tên Bảo nghe chưa? À, anh tên Bảo. Ồn ào quá vậy. Dạ cảm ơn chị. Sếp, sếp, sếp ký giùm em cái hợp đồng hả sếp? Đưa mượn cái bút. Dạ. Dạ sếp. Cái gì vậy? Cắt cổ tôi hả? Ủa, lộn, lộn. Này cậu sao vậy? Đầu óc để đâu vậy? Dạ, không giấu gì sếp. Rớt của em mới hẹn em tối nay đi ăn. Mà trời ơi, em thích cô ấy lâu lắm rồi sếp ơi. Gái hả? Dạ. Tối nay hẹn hả? Dạ đúng rồi. Vậy có cái kế hoạch gì cho cái buổi hẹn tối nay chưa? Dạ chưa. Trời ơi, vậy là thua rồi. Thua rồi. Mình phải có cái kế sách đàng hoàng để mình làm một phát ăn ngay chứ. Đây, để tôi chỉ cho. Kinh nghiệm đầy mình. Trời, thầy ra sếp. Vậy thôi, sếp chỉ em đi sếp. Chỉ cần một phát một thôi là hồi xưa tôi hốt vợ tôi luôn. Trời ơi, vậy thì hay quá, sếp chỉ em liền đi sếp. Nè. Nói cho cậu biết, con đường ngắn nhất đi tới cái trái tim người phụ nữ là con đường đi ngang qua cái bao tử. Đó, đầu tiên là mình dẫn cô ấy đi ăn. Cho uống no sai, ăn no sai, nhưng đặc biệt đừng cho cô ấy đi toilet. Ủa, sao vậy sếp? Trên đường mình trở về, cô ấy mà đòi đau bụng hay là mắc cái gì đó là mình chở thẳng vô nhà nghỉ. À, hay hay hay. Ủa, nhưng mà lỡ cô ấy không chịu đi thì sao? Không chịu đi thì mày, mày dở vợ đau bụng, mày chở quái vô. À, cái xong rồi cái mình khuya quá cái mình ngủ lại. Ngủ lại xong cái nửa đêm. À, hay quá, trời ơi, sếp đúng là cao nhân. Tối nay cô ấy sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của em. Ê, ê, mà nói nghe nè. Dạ. Không biết là cái cô gái đó có gì đặc biệt mà để cho một cái tài tử như cậu mà phải điêu đứng. Dạ, em không giấu gì sếp. Rớt của em á thì hơi lớn tuổi chút xíu. Nhưng mà body rất là ngon, bén lắm sếp ơi. Dòng nào ra dòng nấy nha. Mắt thì bồ câu, mũi S-line, còn cái môi á trời ta nói ơi. Cái cà chu nhìn là muốn hôn liền luôn sếp. Thôi đừng có tả nữa. Tả riết tôi cũng nghiền. Không, mà nó nghe là có hình không đi coi. Có chứ. Trời. Này. Để mở cho sếp xem nha. Nè. À, xin lỗi sếp. Gu của em ạ. À chà. Ồ. Phải nhỏ này tên Dung không? Nhà lân mét 81. Xài đồ Gucci. Nước hoa Chanel 5. Ủa, sếp cũng biết nữa hả? Trời ơi, nhỏ này có chồng rồi. Trời ơi, có chồng thì có chồng có sao đâu sếp. Bây giờ mình phải đập chậu cướp hoa.
mấy thằng đó nó không chăm sóc thì để em chăm sóc. Trời ơi, chồng của bé yêu sinh lý thôi. Nghĩ mày chở tao đó hả? Khốn nạn. Dạ sếp. Mày ai à, sếp ơi, xa cho em đi. Xa cho em. Ai à, lai nè. Ai à. Hôm nay tôi sẽ cầu hôn cô gái định mệnh của cuộc đời tôi. Anh hãy giúp tôi chuẩn bị một cái bánh rồi để chiếc nhẫn này vào. Tôi muốn làm cô ấy bất ngờ. Dạ, anh đúng là một người đàn ông lãng mạn. Chắc cô ấy sẽ hạnh phúc lắm. Trông cậy vào anh nha. Ngon không em? Ăn tiếp đi. Anh ăn không? Không, anh không ăn đâu. À, em có thấy cái gì cứng cứng không? Thấy cái gì? Anh tìm này đúng không? Ủa? Ủa? Anh nghĩ sao anh mua chiếc nhẫn ở chợ Bà Chiểu ra tên như thế này tặng tôi vậy hả? Anh coi tôi là thằng gái rẻ tiền hay gì? Đồ cây ông kiệt. Chia tay đi. Hạnh, em nghe nói nè. Nói gì mà nói? Hạnh. Ủa? Hạnh. Hạnh. Hả? Em có nằm mơ không? Cục cưng à, anh nghèo chứ anh không có keo. Bây giờ em có tin á, anh là người yêu em nhất chưa? Em tin anh, cho em hút miếng đi. Cảm ơn anh.